Hey, what's up? Chào mừng các anh em đến với mình. Nhắc đến rapper, chúng ta thường nghĩ ngay đến đó là những người có bộ phong cách thời trang khá là nổi bật. Nó giống như cái áo nõn chuối này mình đi thuê đấy, 50k một ngày anh em ạ. Đó, cộng thêm những món trang sức đắt tiền này, những hình xăm, nói chung là nó tạo nên một cái style rất là cá tính. Ví dụ như đây là Snoop Dogg, Jay-Z, The Dragon vân vân. Ở Việt Nam thì có Bin này, Rimastic. Đó, mình cũng khá là thích như bài OK, nghe cũng phê. Đó. Thì tự chung lại, thông thường những rapper họ thường có một cá tính rất là mạnh để show, để thể hiện cái tôi của mình nó là như thế nào. Và trong video của mình ngày hôm nay, mình cũng sẽ chia sẻ đến các anh em năm mùi hương có một cái thể hiện cái chất của các anh em khá là rõ ràng khi mà chúng ta chung. Đó, mình sẽ chia sẻ đến anh em năm chai nước hoa mà khi mà chúng ta xịt, chúng ta sẽ ít nhiều thể hiện được cái tôi của các anh em, thể hiện được cái chất của các anh em khi mà các anh em xịt, chúng ta muốn mọi người cảm nhận về chúng ta là như thế nào. Ok, và nếu như các bạn có lần đầu xem channel của mình thì mình rất hy vọng các bạn bấm like và subscribe để chúng ta có thể gặp lại nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ anh em hãy ngồi thư giãn và xem video của mình nhá. Ok, ok các anh em, channel đầu tiên đó là một sản phẩm của nhà Frederic Malle và nó có tên Merz Rubber Gel. Theo như mình được biết, đây là chân ái của một rapper rất là nổi tiếng, đó là The Dragon. Theo như mình được biết thì anh ta rất là khoái mùi hương này của nhà Frederic Malle. Với một cái tông mùi của gỗ đàn hương kết hợp cùng với xạ tạo nên một cái mùi hương dày, trầm, vừa thu hút vừa có một cái gì đấy nó khá là ma mị, bạ khái. Nói chung khi mà chúng ta xác định mua chai nước hoa này thì chúng ta sẽ phải rất là tự tin vào cái phong thái của chúng ta. Nó không dành cho kiểu như các anh em xịt xong rồi cứ rón ra rón rén này, không biết là mùi hương này có làm cho mọi người cứ khó chịu không nhỉ. Thì nó không dành cho chúng ta một kiểu phong thái như thế. Và khi mà đã xịt mùi hương này, chúng ta sẽ phải rất tự tin vào cái phong cách của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta xịt nước hoa hoặc là nước hoa nó sẽ đem lại chúng ta khi mà dùng mùi hương này. Còn lại thì mình thấy là trong những cái chai nước hoa đắt tiền và đáng giá thì Merz Rubber Gel rất là ngon, rất là ok. Và như mình đã nói, nó có một cái, nó thể hiện được rất là rõ cái cá tính của anh em. Nếu như chúng ta tự tin thì ở chai nước hoa đầu tiên mà mình muốn nói đến đây, đó là một sản phẩm của nhà Frederic Malle, Merz Rubber Gel. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà John Varvatos và nó có tên Dark Rebel. Đây là một tông mùi kết hợp giữa thuốc lá, rượu và da thuộc tạo nên một cái tông mùi có thể gọi khá là khác biệt so với các cái sản phẩm còn lại. Cá nhân mình thì mình từ ví dụ từ phân khúc tầm trung đến cao đến xa xỉ, nói thật là mình cũng chưa gặp cái chai nước hoa nào có cái tông mùi giống như chai nước hoa này. Rất là cá tính, rất là gai góc và rất là đặc biệt, gần như không đụng hàng với bất kỳ với một chai nước hoa nào. Do vậy các anh em nào ưa thích một cái phong cách cá tính này và chúng ta không muốn bị đụng một cách gần như là khoảng tầm 95% với cái nước hoa phổ thông hiện tại được bán trên thị trường, thì John Varvatos Dark Rebel sẽ là một trong cái sự lựa chọn mà chúng ta sẽ thể hiện được cái tính cách rất là rõ ràng của các anh em. Do vậy ở vị trí số 2, Dark Rebel, một chai nước hoa mà có một cái ngoại hình mình cũng thấy rất là phê, dây dợ, loằng ngoằng. Okay. Chai nước hoa thứ 3 đó là một sản phẩm của nam rapper Sanjo mà nó có tên Unforgivable. Đây là một mùi hương clone của Creed Imperial, một mùi hương rất là ưa thích của nam rapper Jay-Z. Do vậy chúng ta nhiều khi không nhất thiết phải là một cái tông mùi gai góc, không nhất thiết phải là một cái tông mùi cá tính mạnh, mà đơn thuần chỉ là một cái mùi hương sang trọng, nhẹ nhàng và lịch sự, nó cũng đủ thể hiện, giúp cho chúng ta thể hiện cái phẩm chất của các anh em. Mình rất là thích chai nước hoa này, nhất là vào những ngày ví dụ như không phải là quá lạnh mà là hơi tiếp tục ở tầm này này, đó nó hơi lạnh thôi, xịt mùi hương này vừa thơm, cái thứ nhất là nó khá là sang trọng,
thơm và bám khá là tốt. Do vậy nếu như các anh em nào mà thích cái mùi hương của Creed Imperial và chúng ta thích một cái version, một cái phiên bản rẻ hơn, thì St. John Unforgivable sẽ là cái sự lựa chọn thay thế cho các anh em. Và JZ còn thích thì anh em mình cứ tới mà xịt, sao phải nghĩ, đúng không? Đó, ở vị trí số 3, chai nước hoa của nam rapper St. John. Chai nước hoa thứ 4, đó là một sản phẩm của nhà Halloween và nó có tên Man X. Với một cái tông mùi cà phê rất là độc đáo, chủ đạo từ đầu cho đến cuối là tông mùi cà phê và thêm một chút ngọt đệm ở dưới, về sau dry down mùi của nó. Và mình thấy rằng phản ứng từ các anh em đã từng dùng chai nước hoa này cho đến các ở bển chẳng hạn, thì mình thấy rằng mùi hương này rất được đánh giá rất là cao về mùi hương cũng như về hiệu năng mùi. Nói chung là ok, cộng thêm với một cái mức giá có thể gọi khá là dễ chịu, chúng ta sẽ sở hữu được một cái mùi hương ngon này, độc đáo và cũng không bị đụng hàng quá nhiều. Đó, thì nói chung là nó cũng có cá tính của nó, mùi hương cũng có sự cá tính của nó, không bị phổ thông quá nhiều. Thì vị trí thứ tư, chai nước hoa, một sản phẩm của nhà Halloween, cũng rất đáng để cho anh em nào chưa có cơ hội để trải nghiệm Halloween Man X, một mùi hương cà phê rất là ngon. Ok, ở vị trí thứ tư. Và cuối cùng, chai nước hoa thứ năm, đó là một sản phẩm của nhà Maison Francis Cajun Oud Satin Mood. Với một cái tông mùi trầm hồng tạo nên một cái mùi hương ngọt ngào, đậm đà và vô cùng là quyến rũ, với một hiệu năng mùi thì khủng khiếp. Nếu như rapper Dick Minaj có đến, mình có may mắn được gặp và nếu như cô ấy có xịt mùi hương này thì chắc là mình sẽ phải nhập viện, vì mình cũng không làm chủ được cảm xúc, huyết áp lên, nhập viện và khoa tim mạch mình quá là cảm xúc. Cực kỳ, đây nói chung là một cái mùi hương mà 1 đến 2 shot chúng ta có thể tự tin để mà đi, để mà gây ấn tượng với mọi người. Đó, đấy là những cái gì mình muốn nói về sản phẩm Oud Satin Mood. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến anh em 5 chai nước hoa mà ít nhiều sẽ giúp cho các anh em thể hiện được một cái cá tính của chúng ta, giống như là những cái rapper gần như là có một cái chất rất là chất ở ngoài đời. Đó, thì mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị thì đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.